các mô tô bị tạm giữ đều không có giấy tờ hợp lệ, đã được tháo ráp, độ chế, thay đổi thiết kế ban đầu. Phần lớn các xe đều được thay đổi hệ thống phanh, lốp, còi, đen chiếu sáng. Nhiều chiếc chỉ còn bộ khung sắt, mặt nạ xe đều bị tháo để tránh sự cạn gió. Độ lớn ống dẫn xăng để lượng xăng chảy nhanh, xe chạy bốc hơn. Bộ xe tự chế lớn hơn để thoát hơi nhanh, xe mạnh hơn. Hầu hết các xe này đã được đôn dên xoáy nòng, thay đổi công năng, kết cấu phục vụ mục đích biểu diễn đua xe trái phép, gây mất an ninh trực tự trên địa bàn. Chủ của các phương tiện này phần lớn là lứa tuổi thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi. Các đối tượng sử dụng loại xe này thường hoạt động vào ban đêm, gây bất bình trong nhân dân địa phương. Hiện Cảnh sát Giao thông Công an huyện Di Linh đang tiến hành điều tra hồ sơ số xe độ chế trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc chủ động tấn công, trấn áp quái xế tốc độ này đã góp phần đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đáng 2017. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam đang kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ lệnh cấm nhập khẩu tôm của Australia. Lệnh cấm nhập khẩu tôm xanh được đưa ra sau khi bùng phát dịch đốm trắng tại các trang trại nuôi tôm phía đông nam bang Queensland vào tháng 12 năm 2020.